Chào tất cả anh em đam mê, chào tất cả cần thủ. Mình chạy ra suối gần nhà một chút, câu một chút trạch xem có không. Hôm vừa rồi nước nó lũ nó vừa lên bờ bờ cao cao nên mọi người nó quét sạch. Nó rút được mấy hôm sau bão này, hôm nay mình ra suối xem trạch có cắn không nhá. Bây giờ 4 giờ chiều rồi, mình tranh thủ một lúc xem có được ít trạch nào không. Vì mình ra mình thăm thấy nước nó đẹp quá mọi người, lờ lờ hoa mơ. Mà nước nó rút tầm này là câu rất tốt. Câu suối này thì chủ yếu là câu trạch, cá bò. Cũng thỉnh thoảng được chép đấy anh em ạ. Nó cũng rất vui và phê. Suối gần nhà mình thôi. Cách nhà là chừng hơn 1 km, đoạn gần này. Nó đi đoạn xa nó cũng khá là xa xa nên mình không đi được. Nay chiều sắp tối rồi, đi ra xem có hàng không. Trạch nó mà có thì mình giật một lúc cũng được 10 con thôi. Để làm bát giấm là vui rồi. Đây là chè nó xả xuống nhiều rồi anh em này. Bây giờ câu suối thì mát, không giống mình câu hồ không có cái bóng cây. Câu suối thì khá mát, nhiều cây này, keo người ta trồng thì che nữa nó nhiều. Ngồi các cái vệ bờ này thì thoải mái mát kể cả buổi trưa nhá. Nhưng mà được cái là cá nó bé, giật nó không có cảm giác phê tay, nhưng mà câu trạch lại vui. Cái thú ham mê câu này, dỗi một tí là thích đi thôi mọi người ạ. Nó ham lắm. Câu cá về thì cũng không ăn bao nhiêu đâu, nhưng mà thích đi lắm. Đây mình sẽ xuống điểm này. Này thường hay có trạch mọi người nhá. Đây thì khu này nó mắc cái bụi tre này khá nhiều rác, nhưng mà mình sẽ xả sát sát vào đây. Thả lối này. Bây giờ mình chuẩn bị buông cần đó nha anh em nhá. Xem chiều nay có được cá trạch không nhá. Múc rồi. Láo con phải đánh. Mình vừa buông được 2 cần anh em ạ, còn 1 cần đang nối lại cái lưới. Câu suối thì câu 3 cần thôi, không mà nó ăn là không kịp giật đâu. Lâu ăn nhỉ. Cá mà còn ăn cá chưa được. Ăn rồi. Dính rồi. Cá gì đây? Ấy chạy anh em nhá. Đấy. Xuống là nó dập dìu ngay. Khá là to. Có con trạch rồi. Cẩn thận bay luôn số đó. Giật phát mắt tí mõm. Này sao thôi. Đực bé. Con bên đây mới to này. Hết cá bò nhỏ. Chứ em với bọn Đình Vũ bọn tí này đi câu trong đây này, câu được 2 con cá bò, 3 con cá bò, 4 thằng chia nhau ra ăn. 4 thằng chia nhau ra ăn. Ăn đó. Lấy lá lốt, nướng cá nhá, lấy lá lốt. Ồ, chấm muối ăn ngon cực luôn. Ngon mà. Bò kìa nuốt luôn anh em nhá. Bò nhỏ xíu nữa nó vẫn cứ nuốt. Bò suối này nó ăn tạp kê. Chắc ăn rồi, em không biết rồi nhé. Lại tuột được cái này. Cá mổ. Ơ ta. Bán đạo còn đồng đồng. Ơ, xin bụng nó con này. Xin bụng luôn. Câu dị vậy kìa. Giật chơi.
mắc không? Ui. Rô đồng. Rô đồng. Rô đồng bự ơi. Một rô đồng bự anh em ạ. Rô đồng. Mắc phê. Vâng, nhìn hay nhà trời nữa. Nhìn hay hay tròn tròn nó cái chuối kìa. À không, lúc nãy anh rô đồng. Ui. Ui. Chặt khẩu rồi. Đấy anh em. Chặt này phê. Chặt kìa. Ăn thế này. Điều. Con này là quá phê. Ông. Cái này 20 quá thì chỉ em cười thôi. Thầy à. Lấy đâu ra 20 con ông? Cái 20 con. Chặt kìa. Ít thôi. Ờ thật. Ai chả vai anh em làm thế chắc chắn quá còn chi nữa. Mang cả chân cả điệu đi. Ông rửa trâu à? À đi rửa trâu. Cái này thì rửa trâu là nóng lắm rồi thầy. Chùn lên nè. Mọi người chùn mà khó ăn lắm. Can thì can thì làm. Rồi không dính đâu. Đúng chắc. Úi lại chạch to. Lại chạch to. Ôi chạch to. Ui anh em. Lại có chạch to rồi nha. Hai con chạch to liên tiếp. Thấy chưa? Phê. Kéo phê đây. Ăn giữa nó giật là được. Nhưng mà phải giật đúng lúc mới được nhỉ? Còn nuốt luôn. Cứ ra. Đây lại dây ngủ rồi. Dây không lên được. Anh Tuấn có cái bẻ nơi cá thôi nhỉ? Có cái vỏ ở đây thôi. Ở chiếc trong thì có nhiều cá này. Cái chi kìa nhỉ? Trong thì bà vũ đó. Đợt mi còn nhớ được trước cái ruộng mùa rau muống nhà mình không? Bề cá ở cái chỗ mắt sướng nhỉ? Đầy cá rồi. Không với lại trong nhà bà Thu nữa. Thu Thành là trước nhà cũ bà có cái hộp của cái chị cái hợp cá nó kinh nhỉ? Cá vẫn đang còn mà, trâu vẫn đang còn. Cái cá là đầy luôn đấy nhỉ? Cái hộp nước mát đâu á? Để chích ngu không biết mẹ vô bắt nhỉ? Trâu vẫn còn mà cá nhũng. Nhưng mà cái ruộng rau muống nhờ tiến lợn lụt xong phát cái hồi nữa anh cá, cá bận đóng tuấn rồi. Bận anh Trường bắt nhờ phê nhờ cá đầy luôn cả cá chê nữa nhá. Nhưng mà bữa vô cái thau nó nhảy hết mẹ những ngày vườn đấy nhờ. Nhưng mà cái hồi nó chơi vui nhờ bắt cá phê. Gần thứ hai gần đây chưa cũng lại ăn đều có thể. Lại chặt to. Ui phê chưa anh em? Ba nhá, ba con rồi, bốn con rồi, bốn con đấy. Rất vui chiều nay có chặt rất nhiều chặt. Có đi câu to hay có lúc nãy nuốt mất rồi nóng kinh. Ê, đây đi, đây có chạch cắn mọi người ạ. Mình được 4 con chạch rồi, 5-6 con cá bò rồi. Bây giờ máy nó sắp hết pin rồi, mình phải nạp pin một chút rồi nhá. Điểm này mình lúc nãy máy hết pin thì đang nạp mọi người ạ. Lên thêm một con bò nữa nhá. Với được thêm một con rô đồng nữa. Mình chuyển ra ngoài kia chút đây, nó sắp tối nó lắm muỗi quá. Chuyển ra ngoài kia nó qua cầu chút nữa về. Kiếm thêm vài con chặt cho anh em nhá. Chuyển xuống dưới kia chút thôi. Mình vừa chuyển xuống dưới này mọi người nhá. Ngồi trên kia cũng đang có đó nhưng mà hơi lắm muỗi nó đốt nhiều. Nếu mình chuyển xuống này đây có cần nó cắn thì mình câu một chút nữa mình sẽ về. Xem có được thêm con chặt không nhá. Máy mình đang cạn pin nữa, mình chờ đợi một chút. Này khá đẹp chỗ câu này mọi người, cá câu cắn này mình đừng có đợi nha. Úi dồi con chạch. Rực rìu anh em ạ. Đấy lại lên thêm một chạch này. Này nó ăn, nó nuốt rồi mà nó ăn rực rìu như con cá mương, mình nghĩ cá mương mình không giật mạnh. Nó nuốt rồi.
con trạch thôi. Gì đây? Rồi. Chú phi anh em ạ. Bá đạo. Vừa giật chặt thì giật chú phi. Chú. Được ít đấy chú ạ. Chú phi nó cái tài. Đợi số 10 anh em này. Mắc có một xíu cá rô phi. Thôi anh em ạ, mình về thôi. Tối rồi không câu nữa. Không có đèn pin thì hôm nay thì kết quả thì cũng được có thành quả mình là 5 con trạch. 8 con cá bò và 3 con cá rô đồng và cá rô phi. Khá khá anh em ạ. Đi câu lúc buổi chiều tầm tiếng rưỡi đấy. Chào anh em nhé, chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người trong những video sau nhé. Mình sẽ đi làm những clip hay hơn và mới hơn cho mọi người xem nhé. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ cho mình với. Để mình có một cái động lực tí tẹo thì nữa để làm thêm những clip mới hơn nhé.